Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Ở bài học trước, chúng ta đã làm xong phần thêm mới sản phẩm và chúng ta cũng đã xử lý xong phần validate form. Tiếp tục ở phần này, mình sẽ cùng các bạn xử lý phần hiển thị danh sách sản phẩm. Danh sách sản phẩm của chúng ta nó sẽ sử dụng API như sau. Các bạn có thể quay trở lại đây. Chúng ta sẽ copy cái API là post này và chúng ta chạy thử ở trên post main với đường dẫn là get. Thì đây chính là phần API cho phần sản phẩm các bạn nhé. Đó, chúng ta sẽ có danh sách sản phẩm ở đây. Bây giờ công việc của chúng ta là làm gì? Chúng ta sẽ phải hiển thị được danh sách sản phẩm ra bên ngoài này. Nó như thế này các bạn nhé. Vậy chúng ta sẽ làm nó như thế nào? Chúng ta sẽ mở phần view list product lên. Đây, các bạn nhìn thấy chúng ta có component list này. Và ở đây chúng ta sẽ xử lý hiển thị sản phẩm. Chúng ta sẽ khai báo view ở đây. Chúng ta sẽ export ra một cái data view ở đây các bạn nhé. Đó, mình sẽ khai báo nó ở đây. Đó, ok chưa? Đóng thẻ script lại. Rồi, ok. Vậy là chúng ta đã xong phần khai báo script này và chúng ta đặt lại cái tên component ở đây. Chúng ta sẽ sửa lại một chút. Rồi, ok. Ở đây chúng ta sẽ sửa nó. Các bạn nhìn thấy ở đây mình đang sử dụng cái spaler 2 nên là nó bị như thế này. Mình sẽ tạo ra một biến product có s. Biến product này chính là biến để chúng ta lưu trữ danh sách sản phẩm các bạn nhé. Đây. Rồi, ok. Đó. Chúng ta sẽ có một biến product với dữ liệu là kiểu mảng như thế này. Đó, và product của chúng ta là số nhiều. Và khi chúng ta chạy trang này lên created, đó, created nó sẽ chạy trước khi component này nó được load cơ. Đó, chúng ta sẽ chạy lên này. Nó sẽ chạy đầu tiên trong toàn bộ cái component này. Và ở đây chúng ta sẽ chạy load lên. Thì các bạn sẽ nhìn thấy này, chúng ta sẽ có được console log ở đây. Đó, ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý là mỗi lần chúng ta created, chúng ta sẽ tạo ra một cái method này. Chúng ta sẽ tạo ra một cái method đó là getOwn. Đó, hay là chúng ta để là, thôi thôi, chúng ta để là getOwn nhé. Trong product list mà, thì chúng ta sẽ để là getOwnProduct. Product có s đi. Đó, để như này cho các bạn dễ hình dung ra. Ok chưa? Và mỗi lần chúng ta chạy created, chúng ta sẽ git gọi đến get product có s như thế này. Đó. Thôi, mình sẽ sửa lại tên thành get own nhé. Lấy ra tất cả lại, nó có ý nghĩa hơn. Rồi, ok chưa các bạn? Và trong đây chúng ta sẽ dùng nó như thế nào? Chúng ta sẽ git trở đến request thôi. Request cái mà chúng ta đã tạo hôm trước ở đây các bạn nhé. Hôm trước chúng ta tạo ở đây, được chưa? Và chúng ta sẽ gọi đến phương thức get.get như thế này. Get và chúng ta sẽ truyền lên API, nó chính là API này các bạn nhé. Đó, ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Gen, chúng ta sẽ nhận được về một cái response như thế này. Đó, đây là một cái promise function. Nên là chúng ta sẽ nhận ra được một cái kết quả ở đây. console.res.data. Ngay lập tức các bạn sẽ nhận được một cái dữ liệu từ server, đó là cái list danh sách sản phẩm này. Công việc của chúng ta là làm gì? Sau khi chúng ta lấy được dữ liệu xong, chúng ta sẽ git trở đến product bằng cái gì? Bằng res.data như thế này. Đó, lúc này chúng ta đã có biến product rồi các bạn nhé. Và biến product của chúng ta sẽ có sản phẩm. Chúng ta sẽ đủ dữ liệu ra. Ok, nó sẽ đơn giản như thế này. Quay trở lại phần danh sách này, chúng ta sẽ đủ dữ liệu ra bằng cách là chúng ta sẽ bỏ hết toàn bộ các phần HTML tĩnh không cần thiết đi. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng v for ở đây. For của chúng ta sẽ là chúng ta duyệt danh sách sản phẩm từ product. Đó, ok chưa? Đó, sẽ là v for product in như thế này. Ok chưa các bạn? Và chúng ta sẽ làm gì? Đối với product in, chúng ta sẽ lấy ra cái gì? Chúng ta vừa lấy ra sản phẩm, vừa lấy ra ID. Và mỗi cái này chúng ta sẽ đặt nó vào một cái key. Ở đây sẽ là index như thế này. Đó, ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ lấy ra được thông tin là tên product.name như thế này. Đó,
Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy ra thông tin là giá của sản phẩm. Đây, nó sẽ như thế này. Price. Đó các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta được cái danh sách này. Ok chưa? Phần ID của sản phẩm mình sẽ xử lý theo hướng đơn giản như thế này. Đó là index cộng 1. Đó, thì cái phần A, chúng ta sẽ lấy ID luôn đi. Tại sao phải là index cộng 1? Trong khi đó chúng ta hoàn toàn có ID của sản phẩm đó, chính là product.id. .id. Đó, ok chưa các bạn? Đó, thì đây là ID của sản phẩm mà chúng ta hiển thị ra. Được chưa? Và mình sẽ đặt tạm cái này width của nó cho nó bằng 120 đi. Rồi, ok. Chúng ta đã có danh sách sản phẩm. Và ở đây mình sẽ sửa lại một chút, đó là align bằng đây. Đó, tên sản phẩm nó phải nằm ở bên trái cơ. Mình đang chưa hiểu vì sao nó ở đây. À, nó đang bị ảnh hưởng bởi cái text center này. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Đó, thì nó sẽ phải nằm ở bên trái như thế này. Ok chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ không cần phải sửa cái align left này nữa. Đó, rồi. Vậy là chúng ta đã lấy ra được danh sách sản phẩm các bạn này. Bây giờ chúng ta muốn xử lý là mỗi lần chúng ta thêm xong thì nó sẽ phải trả về cho chúng ta danh sách sản phẩm đúng không? Giả sử mình vào thế giới di động. Mình sẽ lấy ra một sản phẩm ở đây ra các bạn nhé. Đây giả sử mình sẽ lấy một cái sản phẩm là điện thoại iPhone 13 Pro này. Đó, giá của nó là 34 triệu chừng này tiền. Ok chưa? Chúng ta sẽ lấy nó ra thôi. Đó. Đó, được chưa? Mô tả một chút về sản phẩm này, chúng ta có thể thấy chúng ta lấy cái mô tả này. Đó, ok chưa các bạn? Lưu lại. Thì mình muốn là mỗi lần lưu xong thì chúng ta sẽ phải lấy ra được cái iPhone 13 đó. Được chưa? Đây, chính là cái điện thoại này. Thì lúc này chúng ta quay trở lại cái form mà chúng ta đã làm trước đó. Đây, chúng ta xử lý cho phần mỗi khi chúng ta lưu xong thành công thì nó sẽ phải chuyển về cái trang product list này. Nhưng các bạn thấy là hiện tại chúng ta đang thấy nó không chuyển về. Có đúng không? Đây, chúng ta chạy lại lên nhé, xem có vấn đề gì. Điện thoại iPhone 13 này. Thay mới này. Đó. Chúng ta lưu thành tiền này. Rồi. Ok. Đó. Sau đó lưu phần mô tả sản phẩm iPhone 13 sử dụng chip gì đó ABC, XYZ gì đó. Chúng ta xem vì sao chúng ta không lưu được. Đó, chạy đây. Ok, các bạn sẽ nhìn thấy này, nó trả về cho chúng ta danh sách rồi này. Đó, đã lưu thành công. Ok chưa, không có lỗi. Được chưa các bạn? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ở đây? Chúng ta sẽ thêm một cái button vào đây. Chúng ta có một cái button edit và delete, chúng ta sẽ thêm vào trong danh sách các bạn nhé. Đó, các bạn vừa nhìn thấy này, chúng ta vừa thêm được sản phẩm iPhone 13 này. Ok chưa? Rồi, mình sẽ vào phần mockup này. Chúng ta xem là cái button của nó như thế nào. Đây. Có button không? Không có button. Vậy thì chúng ta tự đưa vào thôi. Bằng cách là chúng ta sẽ vào list này. Chúng ta sẽ đưa vào đây một cái button tương ứng. Đó, ok chưa? Chúng ta sẽ để là edit. Và chúng ta sẽ có một cái button là delete. BTN. Đó, class này là của Bootstrap thôi. BTN mình sẽ để là primary đi. Đó, được chưa? Sau đó ở đây chúng ta sẽ để là BTN cho class này là Danger. Danger như thế này. Rồi chúng ta chạy lên, chúng ta sẽ được hai cái button như thế này. Và chúng ta sẽ để là BTN small. Mình không nhớ chính xác là để small thì nó sẽ là cái nào. Input small. À, có vẻ vẫn vậy thôi. Thôi rồi, tạm thời như vậy. Thì các bạn thêm cho mình như thế vào nhé. Thì chúng ta sẽ có được cái danh sách như thế này. Các button này. Và sau này chúng ta sẽ xử lý. Khi click thì nó sẽ hiển thị ra form để sửa. Còn khi delete thì nó sẽ xóa đi một sản phẩm có ở trong danh sách này. Ok chưa? Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần hiển thị danh sách sản phẩm.
và các bạn hãy thử nó ở trên máy của mình. Chúc bạn học tốt.